Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ review một cái món đồ chơi súng nước rùa kini cho mọi người xem ha. Đây, chú rùa kini của chúng ta đây khá là đẹp luôn ha. Để bây giờ không để mọi người đợi lâu thì mình sẽ mở ra cho mọi người xem luôn ha. Cái này thì cũng khá là dễ mở. Để xem, à bên đây có gắn dán, người ta dán cái băng keo lại nên mình không thể nào rút ra được. Mình sẽ tháo miếng băng keo này ra, tháo một bên thôi là được rồi. Đấy, đây là chú rùa kini của chúng ta. Hai cái hộp này thì hai cái hộp gì một xíu nữa mình sẽ nói cho mọi người biết. Đấy, đây cái khẩu súng nước rùa kini, đúng kiểu rùa kini luôn mọi người. Nếu mà mọi người ai đã từng xem phim hoạt hình Pokemon rồi thì sẽ biết chú rùa kini. Chỉ còn mỗi thiếu cái gì ta, cái kính mát màu đen đen xéo xéo á, là y chang luôn nha. Rồi ok, này đây để cầm cho mọi người xem nè. Đó, đã không, cái cò súng màu hồng siêu cute luôn nè. Đó, cái này thì do lâu quá nó đóng bụi mọi người. Cái này vậy thì mình lau là nó ra hết, nói chung là như vậy. Khá là đẹp, mình thấy hơi thích cái món này mọi người. Mấy lỗ lỗ này là hình như là để cái phần của cái gì ta, cái loa khi mà quên nói với mọi người, đây là cái súng nước, nhưng mà súng nước điện nha mọi người. Chứ đây là cái phần mấy cái lỗ lỗ này là người ta làm cái loa trên đây, khi mình bóp còi vô nó sẽ phát ra tiếng nhạc gì đó. Rồi cái phần ống này là cái phần để hút cái nước lên nè mọi người. Hút cái nước lên để mình khi mình bóp còi nó sẽ bắn ra ngoài. Còn cái phần này khá là quan trọng nè. Phần này có phần motor ở trong đây. Mình hai cái hũ này là hai cái hũ đạn. Nói đạn vậy thôi chứ hũ này hình như chắc là xà bông của người ta cho. Xà bông chắc xà bông gì đó không biết. Có thể là xà bông rửa chén xanh lai hàng ngày của ở nhà má rửa hay sao á. Nói chung là cái gì trong đây thì kệ nó, mình biết xà bông là được rồi. Đó, khi mà mình chơi thì mình sẽ tháo cái nắp này, mình gắn vô đây, mình dặn vô đây nha. Nó có cái khớp và có cái ngàm nè. Đấy, có cái ngàm ở trong đây. Mình cho vô xong mình dặn lại. Ở đây thì có cái ở phần phía dưới cái nắp pin màu hồng nè mọi người. Để bây giờ sẽ mở ra cho mọi người xem nha. Đây thì có mấy cục pin ta. À cái này 3 cục pin nha mọi người ơi. Sao dạo này hay chơi mấy đồ chơi 3 cục pin quá vậy ta. Rồi ok, 3 cục pin thì mình cứ gắn như vậy thôi. Quá là dễ. Ê, gắn pin vô là chơi được liền luôn hả ta. Nhưng mà cái này mình chưa có để cái xà bông vô nên nó chỉ có hát thôi, còn không nó chạy rè rè nè. Này để bấm mọi người xem, có cái đèn lên nè. À, ngày đây có cái này giống như cái kim đồng hồ mà khi mà mình bóp xong cái này nó quay để có thể là nó để gạt xà bông cho nó ra mấy cái bong bóng á. Ở phía ngay chỗ này có cái đèn màu xanh nha mọi người. Mình bóp cò súng là nó sẽ tự động nó cháy lên nè. À, mọi người nhìn ở dưới đây nè, nhìn nó hơi ảo diệu chút xíu ha. Rồi ok, bây giờ tiếp theo là mình sẽ thử lắp một cái hũ xà bông vô xem sao nha. Cái này thì người ta làm hơi khá kỹ, phải làm từ từ. Cái này nó kiểu giống như nó dai dai hay sao. Rồi xong rồi nè, mình cứ mình để thẳng cái cây súng xuống, mình đưa nó vô mình dặn lại, dặn theo ngược chiều kim đồng hồ nha. Đó ok, rồi bây giờ mình sẽ thử cho mọi người xem nha.
nó chưa có bơm lên được. Đấy 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 đấy. Đây rồi, đây đây đây. Thôi bao nhiêu đây thôi. Nhiều quá nó thành ra nó dơ lắm rồi. Đấy. Rồi thấy đã không? Rồi ok. Cái món này thì với giá 65k chúng ta sẽ chăn được một chú rùa kini như thế này. Sở hữu một cây súng nước siêu xịn, phải nói là khá đẹp. Nói chung là cái chất lượng hoàn thiện, mọi người nhìn sơ qua là đã thấy là đẹp rồi đó. Cái phần nhựa nó khá là cứng, với lại cái phần mấy phần này là do để lâu nó đóng bụi chứ không phải là nó gì hết mọi người, nó không có trầy. Đây là cái phần nhựa bóng luôn nha, rồi rất là cứng. Dám chắc với mọi người một câu, cầm nó chắc tay lắm, đã lắm mọi người. Hai bên đều đẹp như nhau nè. Đây mọi người thấy không? Đã không? Thì khi mình mua thì cho mình hai hũ xà bông. Khi mình chơi hết thì mình đổ xà bông khác rồi mình chơi thôi. Nói vậy 65k thì mọi người nghĩ có nên mua cái súng nước điện chú rùa kini này không? Nếu mà mọi người thấy thích thì mọi người hãy cho mình một like, bấm đăng ký kênh để theo dõi được thêm nhiều cái video mới của mình. Và đặc biệt là mọi người nghĩ có 65k có nên mua cái khẩu súng nước chú rùa kini này không thì hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Và bây giờ tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha.